Ok, cái bài của anh vừa rồi mới gợi ý nhịp rất là tốt, ổn rồi. Nhưng có cái như thế này nè, cái tay này thả lỏng ra chứ đừng có ôm lại như thế này. Cái lòng bàn tay này nó không có chạm vô cái đờn, thả lỏng ra, ha, thả như này nè. Ok, thả lỏng ra thôi. Nó sẽ không đúng hay là sai nếu như thế này không phải là đúng, hay là như thế này là sai, hay là như thế này là đúng, không phải vậy. Tùy theo trường hợp. Ví dụ như mình đánh như này đi, thì khi mình đánh những nốt này thì cái tay mình nó sẽ ở sống lưng nè, thấy không, sống lưng cây đàn thôi, ngón cái này, và cái lòng bàn tay nó không có đụng vô. Nhưng mà khi bắt đầu từ dây dây ba trở đi, cái này anh thấy cái phản xạ không, ngón cái nó bắt đầu đi lên, nó di chuyển lên. Ok, nó di chuyển lên nè, thì cái tay mình nó xéo 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 như thế này nè, thấy không. Rồi sau này khi mình sử dụng kỹ thuật band á, ví dụ mình đánh một cái câu nào đó khi band, thì cái này mình phải cầm nó lại thôi, tay thế này nè, cây kìm nó lại thì mới bay được. Cho nên để nói như thế này là sai hay là như thế này là đúng, không phải, tùy theo trường hợp, tùy theo cái trạng thái. Ok, cái thứ hai nữa là cái lòng bàn tay này nè. Anh nói thí dụ như mà anh đánh dây 1, dây 2, dây 3, dây 4, dây 5, dây 6. Ok, cái này nó không di chuyển, không di chuyển. Tại mình khi mình đánh dây 1 mình di chuyển xuống, dây 2, dây 3, dây 4, dây 5 thì mình di chuyển lên. Thì cái này nè, mình di chuyển nhiều như vậy là cái vị trí của nó sẽ mất đi, cái tính ổn định của nó mất đi, thì khi đó cái đánh cái nốt này mình đánh lên cái dây nó không còn chính xác nữa. Ok, cái sự ổn định nó không còn ha, chú ý mấy cái đó thôi. Anh tăng tempo lên ha.